Bác La và bài học cột sống thấm thía cho những người thích đu trend. Đừng binh chilling nữa, cầm cái cuốc đi làm đi. Ám ảnh những gì mà nhiều người phải thốt ra khi nhắc đến cái trend binh chilling thao túng cõi mạng những ngày qua, và là một người học sâu biển rộng có tầm ảnh hưởng tới giới trẻ, nên ngay lập tức diễn viên Hề Phát La đã có một thông điệp vũ trụ dành cho giới trẻ, những người đang không thể vượt qua được cái trend binh chilling. Nghe đi mà thấm các ông nha. Nếu như bạn gặp video này thì đó chính là thông điệp vũ trụ muốn dành cho bạn. Trong cuộc sống, nếu như chúng ta gặp phải một chuyện tưởng chừng như không thể vượt qua được, thì đó chính là lúc mà chúng ta cần học sự buông bỏ. Có một nhà sư Trung Quốc đã từng nói rằng: Chào sang họ sen tra của dầu Ping Chi Linh của Hình Sự Hoa Ping Chi Linh. Ý của thiền sư đó là hãy bỏ cái kem xuống và cầm cái cuốc lên đi làm đi, đừng có Ping Chi Linh suốt ngày nữa.